Chào mừng các bạn đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một cặp cá sinh tơ nha các bạn. Con đầu tiên nè, rúng yếm nghiêm chỉnh nè, chân móng đều hoàn thiện hết các bạn. Cái tơ nha, đây dàn chân móng này các bạn thấy không, hoàn thiện hết. Con này cao 1m22 bò các bạn, rúng nè, rúng dài yếm dày nè, mẫu cực kỳ đẹp nha các bạn. Con này các bạn nuôi sau này lên mẫu đẹp nha. Cao 1m22 bò cái center này các bạn, giá 22 triệu, chân móng đều hoàn thiện sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Đây chân móng sò nè, chân móng sò này các bạn thấy không, kiện khú luôn, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh, không lan giá bò đỏ ao các bạn ơi, không lan giá bò đỏ ao à. Cao 1m22 bò, giá 22 triệu các bạn. Cái center này chủ bố giá 22 triệu các bạn. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video. Đòn dài, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh, sái tích đúng nha các bạn. Bò tầm 14 tháng các bạn, bò tầm 14 tháng các bạn, chân móng đều hoàn thiện hết, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết, không lan giá chỗ nào các bạn. Cao 1m22 bò, cao 1m22 bò, giá 22 triệu các bạn. Cao 1m22 bò, giá 22 triệu. Đây con tiếp theo, con này cũng rúng yếm nghiêm chỉnh luôn các bạn, cũng tầm 13-14 tháng tuổi các bạn. Con này cao 1m2, cao 1m2 bò, giá 18 triệu, rúng yếm sái tích đồ nghiêm chỉnh hết, bò rõ ao không lan giá, sái tích nghiêm chỉnh không lan giá, qua đen nó quyền bò luôn các bạn, bò này nó quyền bò luôn. Chân móng đều hoàn thiện hết các bạn. Giá là 18 triệu các bạn. Cái center này cao 1m2 bò, giá là 18 triệu. Liền thẳng băng, rúng yếm nghiêm chỉnh. Bò tầm 13-14 tháng tuổi. Cao 1m2 bò giá 18 triệu. Cao 1m2 bò giá 18 triệu các bạn. Sái tích đồ nghiêm chỉnh hết nè, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Anh em là bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn, mình comment dưới màn hình video, mình comment dưới màn hình video các bạn. Chân móng đồ hoàn thiện nè, lưng thẳng băng nè, xe mặt xe lưng đồ đều nghiêm chỉnh hết các bạn, xe mặt xe lưng đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn. Giá là 18 triệu, không lan giá chỗ nào nha các bạn. Sái tích thì quyền bò hết các bạn, một màu một, không lan giá, lông đuôi gần vết đất, chân móng sò hẳn băng. Cái center giá 18 triệu. Bò tầm 13-14 tháng tuổi. Qua đèn khui nè các bạn không? Qua đèn khui cái đuôi lớn. Lông cái đuôi lớn đòn dài, lông đuôi một chùm. Xé mặt xé lưng cái center này nghiêm chỉnh hết các bạn. Không lan giá chỗ nào hết, quyền bò hết, giá 18 triệu bạn. 18 triệu cao 1m2 bò. Con cái này thì cao 1m22 bò, giá là 22 triệu. Hai con cái center này đều là mẫu đẹp hết nha các bạn, đều là mẫu đẹp hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.